Ông Trump lên tiếng sau khi Tổng thống Putin nói thích ông Biden hơn Nga tiến hành đòn tấn công dữ dội vào điểm tập trung khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine Tâm trấn Adipka lâm nguy, Ukraine đánh chìm tàu đổ bộ Nga ở Biển Đen Ukraine đánh chìm tàu đổ bộ, dộ tin Nga bãi nhiệm tư lệnh hạm đội Biển Đen Israel tấn công bệnh viện lớn nhất ở Gaza Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin cho biết, ông thích việc Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới hơn là ông Trump. Ngay lập tức, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phản hồi phát biểu này và cho rằng việc nhà lãnh đạo Nga thích Tổng thống Joe Biden hơn là lời khen lớn đối với ông. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông cảm thấy vui khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra thích Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo ông Trump, tuyên bố trên cho thấy bản thân ông là lãnh đạo cứng rắn hơn đối thủ của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ông Trump nói: "Thực ra thì Tổng thống Nga vừa dành cho tôi một lời khen tuyệt vời. Ông ấy nói rằng muốn ông Joe Biden tiếp tục làm Tổng thống hơn là tôi." Trước đó, trong một buổi vận động cử tri ở Nam Carolina sau cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này, ông Trump nói rằng Tổng thống Putin không muốn ông tái đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử 2024, mặc dù hai bên có quan hệ khá tốt. Nhận xét này được đưa ra ngay sau khi nhà báo Nga Pavel Zarubin hỏi ông Putin rằng bản thân thích ai trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, mặc dù nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng điện Kremlin sẽ sẵn sàng làm việc với bất kỳ ứng viên tổng thống nào nhận được sự tin tưởng của người dân Mỹ, nhưng ông Putin vẫn nói rằng ông Biden là một người giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn và là một chính trị gia kiểu cũ. Ông Trump nói ông ấy không thích tôi, ông ấy muốn ông Biden vì ông Biden sẽ mang lại cho Nga mọi điều ông Putin muốn, bao gồm Ukraine. Tổng thống duy nhất trong năm đời tổng thống gần đây không trao cho Nga thứ gì là tổng thống mang tên Donald J. Trump. Ông Trump từng nhiều lần khoe rằng ông sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với các đối thủ Mỹ so với đương kim tổng thống Biden, đồng thời đổ lỗi cho sự yếu kém của tổng thống về cuộc xung đột ở Ukraine cuộc tấn công của Hamas vào Israel và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào căn cứ Mỹ ở Jordani. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump khẳng định nếu ông là Tổng thống Mỹ, những cuộc khủng hoảng an ninh mà Mỹ đang phải đối mặt sẽ không bao giờ xảy ra và ông sẽ đạt được hòa bình thông qua sức mạnh. Khi còn ở Nhà Trắng, ông Trump thường xuyên tìm cách bác bỏ những cáo buộc của Đảng Dân Chủ rằng ông có chính sách mềm mỏng với Moscow phần lớn xuất phát từ thuyết âm mưu điện Kremlin đã hợp tác với đội ngũ tranh cử của ông Trump để xoay chuyển cuộc bầu cử năm 2016. Cả Tổng thống Mỹ Biden và ông Trump đã theo đuổi các chính sách thù địch tương tự đối với Nga. Cả hai đều áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt và đồng ý cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, với việc xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, quan hệ giữa Moscow và Washington xuống mức thấp nhất lịch sử ở mọi khía cạnh. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cũng lên tiếng bênh vực ông Biden trước những nghi ngại về việc suy giảm trí nhớ của tổng thống Mỹ. Tổng thống Nga nói: "Khi tôi gặp ông ấy ở Thụy Sĩ cách đây 3 năm, mọi việc vẫn ổn, đúng là ông Biden có nhìn giấy ghi nhớ, nhưng thành thực mà nói tôi cũng vậy, đây không phải vấn đề lớn." Theo chủ nhân điện Kremlin, ông không lo lắng về vấn đề sức khỏe của người đồng cấp Mỹ mà quan ngại về chính sách của Washington hơn. Ông Putin mô tả thái độ của chính phủ Mỹ hiện tại là sai lầm và cực kỳ có hại. Ở cuối buổi phỏng vấn, ông Putin tái khẳng định rằng Nga không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Nga được cho là đã tiến hành một đòn tập kích sấm xét vào thao trường huấn luyện của Ukraine ở khu vực Selido, nơi đang có khoảng 1.500 binh sĩ Kiev triển khai, gây thương vong nặng nề. Hãng tin Lenta của Nga nói rằng quân đội nước này đã tiến hành đòn tấn công dữ dội nhằm vào thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang Ukraina tại thành phố Selidovo thuộc tỉnh Donetsk, cách thành trì Adivka khoảng 35 km về phía đông. Hãng tin Nga cho hay, nhiều tiểu đoàn Ukraina với tổng quân số khoảng 1.500 binh sĩ có mặt ở khu vực mục tiêu trước khi xảy ra đòn tấn công. Họ đang tập kết để chuẩn bị tăng viện cho thành phố Adivka. Hoạt động này diễn ra công khai do lực lượng Nga hiếm khi tập kích quy mô lớn ở cách xa tiền tuyến như vậy. Các nguồn tin của Ukraine cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa Iskander M và các hệ thống pháo phản lực như Smerch và Tornado S để thực hiện cuộc tấn công. Các tên lửa của Nga đều được trang bị đầu đạn phân mảnh nhằm mang lại sát thương lớn nhất. Số binh lính thương vong được dự báo có thể lên tới hàng trăm người. Bên cạnh đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Siskii và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã tới thăm tiền tuyến Adipka và Kupiansk, hai điểm nóng ở miền Đông ông Sisky nói, tôi và Bộ trưởng Umerov đã tới thăm các đơn vị đang nhận nhiệm vụ phòng thủ Adipka và Kupians. Tình hình tại đây đang vô cùng khó khăn và căng thẳng. Đối phương có lợi thế lớn về quân số và liên tục gia tăng áp lực. Trong chuyến thăm, hai người đứng đầu quân đội Ukraine đã thảo luận về các biện pháp nhằm cải thiện khả năng của các đơn vị phòng thủ, đồng thời tìm cách ngăn lực lượng Nga tiến sâu hơn tại miền Đông. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, dù phải đối mặt với điều kiện khó khăn, nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang gây ra thiệt hại lớn cho Nga và giữ vững được vị trí ở tiền tuyến. Còn về phía Nga, theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, tổng thống Nga Putin chưa từng đưa ra bất kỳ đề xuất đóng băng xung đột Ukraine nào với Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết, nhà lãnh đạo Nga Putin thông qua một kênh ngoại giao trung gian đã đề xuất với Washington một lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột. Cũng theo nguồn tin này, phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất này. Cũng theo ông Peskov, thông tin Reuters đăng tải là không đúng. Điều này sai sự thật. Theo ông Peskov, nếu các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev thành hiện thực, phía Ukraine sẽ phải chấp nhận thực tế chiến trường sau kế hoạch phản công thất bại vào mùa hè năm 2023. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin cho biết Nga duy trì liên lạc với Mỹ thông qua nhiều cơ quan khác nhau. Nhà báo Mỹ Carlson cho rằng Tổng thống Putin muốn sớm kết thúc xung đột, nhưng nếu xung đột càng kéo dài, cánh cửa dành cho đàm phán càng hẹp. Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow đã nhiều lần nói với Washington rằng nếu thực sự muốn ngừng xung đột, phương Tây cần phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh, khi phương Tây dừng viện trợ cho Ukraine, cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vòng vài tuần. Ông Putin cũng nhắc lại rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng để điều này diễn ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky ít nhất nên hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow. Trước đó, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông zelensky đã cảnh báo các đồng minh phương tây của ông không nên cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn với nga ông zelensky nhấn mạnh bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng không ngăn xung đột bùng phát trở lại và nói thêm rằng phương tây thay vào đó nên cung cấp thêm vũ khí cho kiev để nước này có thể đạt được chiến thắng thông qua các biện pháp quân sự Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS vừa qua ước tính Nga đã tổn thất nhiều xe tăng trên chiến trường Ukraine hơn so với thời điểm nước này tiến hành kế hoạch quân sự cách đây 2 năm, nhưng những tổn thất này không thể khiến xung đột sớm kết thúc. IISS cho hay, bất chấp việc tổn thất trung bình hàng năm phương tiện bọc thép và các hệ thống pháo mỗi tháng, Nga có thể duy trì số lượng ổn định bằng cách kích hoạt lại các hệ thống cũ, thúc đẩy khả năng công nghiệp và mua thêm từ nước ngoài. IISS cũng ước tính Nga có thể duy trì cuộc tấn công vào Ukraine thêm 2 đến 3 năm nữa hoặc thậm chí còn lâu hơn. Báo cáo trên được đưa ra giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã diễn ra gần 2 năm với việc các lực lượng của Moscow tiến hành hàng loạt cuộc tấn công dọc tiền tuyến gần 1.000 km trong nỗ lực phá vỡ điều mà cựu tổng tư lệnh Ukraine miêu tả vào năm ngoái là tình thế bế tắc trong một báo cáo thường niên, IESS cho biết chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng 9% lên mức kỷ lục 2.200 tỷ năm 2023 khi thế giới thích nghi với một kỷ nguyên bất ổn. Tổ chức nghiên cứu này cho rằng kế hoạch quân sự của Nga đã khiến các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường sức mạnh của NATO, nhưng cũng cho biết phần lớn ngân sách bổ sung được sử dụng để khắc phục những hạn chế từ những năm không được đầu tư. Cũng theo IESS, EU đã bỏ lỡ mục tiêu cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo cỡ nòng 155mm vào tháng 3 năm 2024. Bastian Giergrich, Tổng Giám đốc IISS nhận định, các chính phủ phương Tây một lần nữa thấy mình đang ở tình thế mà họ phải quyết định liệu có cung cấp cho Kiev đủ vũ khí để giáng đòn quyết định hay chỉ trang bị vũ khí để Ukraine không thua. Trong khi Nga đối mặt với tổn thất nhất định về xe bọc thép kể từ tháng 2 năm 2022, thì theo IISS hầu như có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm kết thúc giao tranh. Báo cáo trên đã theo dõi các đội xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân nhân, phương tiện chiến đấu bộ binh cũng như các phương tiện khác của Nga và Ukraine. Theo IISS, số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine vẫn gần mức trước chiến tranh, trong khi số lượng xe bọc thép chở quân nhân và xe chiến đấu bộ binh tăng lên nhờ sự hỗ trợ của phương tây. Bất chấp điều này tổ chức trên cảnh báo việc Ukraine triển khai các phương tiện trên vẫn vượt quá nguồn cung trang thiết bị, tức là một số đơn vị sẽ không có đủ phương tiện để phát huy tối đa sức mạnh. Trong khi đó, Nga thiệt hại hơn 3.000 xe bọc thép trong năm qua, nhưng tổn thất này đã được bù đắp bằng cách kích hoạt lại khoảng 1.200 xe tăng chiến đấu chủ lực, gần 2.500 xe tăng bọc thép chở quân nhân và phương tiện chiến đấu bộ binh từ kho dự trữ. Trong khi điều này đồng nghĩa với việc đánh đổi chất lượng lấy số lượng, thì Nga cũng có khả năng sản xuất các phương tiện mới các tác giả của báo cáo kết luận Nga có thể duy trì tỷ lệ tiêu hao hiện tại trong 3 năm tới hoặc có lẽ lâu hơn. Báo cáo trên cũng nêu chi tiết việc nền kinh tế Nga bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế đã cho thấy sự thích nghi như thế nào và việc Moscow tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Ông Giegrich nói, Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng chính thức cho năm 2024 hơn 60% so với năm ngoái. Tổng chi tiêu quốc phòng hiện nay chiếm 1 phần 3 ngân sách quốc gia và chiếm khoảng 7,5% GDP, cho thấy Moscow đang đặt trọng tâm vào cuộc xung đột này. Viện các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, Russia vừa qua công bố một báo cáo về năng lực cũng như các mục tiêu quân sự dịch chuyển của Nga. Theo đó, Moscow sẽ tìm cách đạt được mục tiêu trong ba giai đoạn. Đầu tiên, Nga sẽ tiếp tục gây sức ép dọc tiền tuyến Ukraine, làm hao hụt đạn dược và nhân lực của đối phương. Song song với nỗ lực này, lực lượng đặc biệt của Nga được giao nhiệm vụ phá vỡ quyết tâm của các đối tác quốc tế của Ukraine trong việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự. Sau đó, khi kho đạn dược của Ukraine cạn kiệt, Nga sẽ tiến hành chiến dịch tấn công mới để tạo ra những lợi thế đáng kể trên chiến trường. Nga đang lên kế hoạch giành chiến thắng vào năm 2026, báo cáo trên cho hay. Dù vậy, các tác giả của báo cáo cũng nhấn mạnh kết quả này có thể thay đổi nếu các đối tác của Ukraine tiếp tục cung cấp đủ đạn dược và hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng vũ trang của Kiev để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga năm 2024. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nguyên nhân để Moscow và phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine là việc Kiev từ chối thực hiện các thỏa thuận Minsk. TASS cho hay, ông Putin đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo nổi tiếng Pavel Jarubin của tập đoàn truyền hình VGTRK. Bên cạnh đó, các cáo buộc tấn công liên tục gây nhiều thương vong nhằm vào các nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass cũng là một nguyên nhân. Bày tỏ tiếc nuối vì Nga đã không bắt đầu hành động tích cực ở Ukraine sớm hơn, Tổng thống Nga lưu ý ở giai đoạn đầu, Moscow đã cố giải quyết xung đột ở Donbass bằng các biện pháp hòa bình như thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, theo ông, Nga đã bị dắt mũi trong vấn đề này để các nhà lãnh đạo châu Âu thành công câu giờ nhằm bơm thêm vũ khí cho Ukraine người đứng đầu điện kremlin xác nhận moscow đã và đang lo ngại về khả năng ukraine bị lôi kéo vào tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vì điều này đe dọa đến an ninh của nga bên cạnh đó thư ký báo chí dmitry peskov của tổng thống nga tuyên bố kế hoạch quân sự được bắt đầu như một chiến dịch chống ukraine theo thời gian nó mang hình thức một cuộc xung đột chống lại tập thể phương tây theo quan chức trên các nước phương tây do mỹ dẫn đầu đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này và vì điều đó nó có thể kéo dài lâu hơn một chút, nhưng sẽ không thay đổi diễn biến của sự việc. Trong khi đó, ông Putin trước đây từng tuyên bố Nga đã cố gắng hết sức để giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, nhưng điều này tới nay là không thể. Nhắc đến kế hoạch quân sự của Nga, ông nói đối phương đang chuẩn bị đưa cuộc xung đột vào giai đoạn quyết liệt và gay gắt. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện những gì mình đang làm. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ coi kế hoạch quân sự là hoàn thành mục tiêu khi Ukraine không còn gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp với Nga. Ông Lavrov cũng tuyên bố Ukraine phải ngừng quấy rối và phân biệt đối xử với những người gốc Nga để chấm dứt xung đột. Phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine hiện nay, phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết quân đội Ukraine bắt đầu cạn kiệt đạn dược, đồng thời ông nhắc đến tình trạng đóng băng gói viện trợ của Washington cho Kiev do phe Cộng hòa tại Hạ viện ngăn cản. Do đó, ông Sullivan kêu gọi Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát làm theo sự dẫn dắt của Thượng viện và nhanh chóng thông qua gói hỗ trợ trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong xung đột với Nga. Ông Sullivan nhấn mạnh, chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, thêm một ngày là thêm tổn hại cho người dân Ukraine và lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Ác rủi ro ngày càng cao hơn, cái giá phải trả cho việc không hành động cũng ngày càng lớn hơn. Chúng tôi nhận được ngày càng nhiều báo cáo về việc quân đội Ukraine bị cắt khẩu phần ăn hoặc thậm chí cạn kiệt đạn dược ở tiền tuyến. Đồng thời, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng nhấn mạnh các đồng minh và đối thủ của Mỹ đều đang theo dõi chặt chẽ diễn biến này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu trên truyền hình nhằm kêu gọi các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật về gói viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, tân tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky mới đây cũng thừa nhận tình hình cực kỳ khó khăn ở tiền tuyến do tình trạng chậm trễ trong viện trợ quân sự của Mỹ. Mới đây, Ukraine tuyên bố đánh chìm một tàu lớn của hai quân Nga ở ngoài khơi bán đảo Crimea, đây có thể là đòn mạnh mới giáng vào lực lượng Nga trên biển. Trong lúc ấy, lính bộ của Ukraine chật vật chống đỡ những đòn tấn công mãnh liệt của Nga tại thị trấn Adipka nằm ở miền đông. Theo đó, quân đội Ukraine công bố video ghi cảnh tấn công và làm đắm tàu đổ bộ Sasa của Nga. Nếu thông tin này chính xác thì nỗ lực hậu cần của Nga ở miền nam Ukraine sẽ gặp thêm khó khăn. Khi được hỏi về cuộc tấn công trên, Tổng thư ký khối quân sự NATO, Jens Stoltenberg gọi chiến dịch của Ukraine trên biển đen là thành tiêu lớn. Ông phát biểu tại họp báo ở Brussels, người Ukraine đã có thể gây tổn thất lớn cho hạm đội biển đen của Nga. Trái lại, lực lượng lục quân Ukraine tại Adipka đang rơi vào thế nguy cấp, có lẽ là lớn nhất kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự nhằm vào Ukraine. Tâm trấn giao tranh hiện nay quanh thị trấn Adipka, cứ điểm của Ukraine trong thời gian rất dài. Quân Nga hiện đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine tại đây và xâm nhập vào thị trấn từ nhiều hướng đe dọa các đất tuyến hậu cần tiếp tế chính cho lực lượng phòng ngự tại đây. Kiev đã gửi quân tăng viện, nhưng lực lượng Ukraine chiến đấu tại Adipka nói rằng họ không rõ mình sẽ giữ được nơi này bao lâu. Tình trạng thiếu đạn dược buộc các chỉ huy Ukraine tại đây phải sử dụng đạn pháo một cách rẻ sèn, khiến họ khó lòng để lùi quân Nga. Binh sĩ Ukraine trong khu vực này cho biết họ đang đối diện một vấn đề lớn là không quân Nga ném bom dữ dội hàng ngày, phá hủy cả những công sự kiên cố nhất. Sơ Hì, một viên trung đội trưởng Ukraine cho biết, bom đạn Nga phá hủy rất nhiều thứ ở đây. Theo anh này, sóng nổ của bom đạn Nga cũng gây thương vong cho nhiều lính Ukraine. Dmitry Likovy, phát nguồn viên lực lượng Ukraine bù trí quanh Adipka, cho biết phía Nga đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ cùng xe bọc thép từ chiến đấu bên trong thị trấn này. Ông Lykovy nói, tình hình trên tiền tuyến rất động, có thể thay đổi từng giờ. Binh sĩ chúng tôi đang nỗ lực để giữ vững vị trí. Bộ chỉ huy của chúng tôi đã chuẩn bị các tuyến tiếp tế dự phòng trong tình huống tuyến hậu cần chính bị đối phương cắt đứt giới chỉ huy Ukraine đã phải chật vật tính toán thời gian cầm cự cũng như thời điểm rút lui. Đây là điều rất phức tạp đối với họ trong suốt cuộc xung đột vũ trang với Nga. Trong một số trường hợp, việc cố cầm cự như tại nhà máy thép Mariupol đem lại lợi ích đáng kể cho quân đội Ukraine. Ukraine ghi nhận trận chiến rằng co tại Mariupol trong giai đoạn đầu xung đột đã giúp họ làm chậm đà tiến của quân đội Nga tại những vùng khác của Ukraine. Tuy nhiên, một số trận chiến khác của Ukraine thì vẫn gây tranh cãi, như trận Bakhmut, Atomov một số quan chức cấp cao Mỹ cho rằng, việc cuộc chiến đấu tại đây đã làm cạn kiệt các nguồn lực quan trọng của Ukraina trước khi bước vào chiến dịch phản công. Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraina xác nhận đã tái triển khai tới Adipka. Lữ đoàn này khẳng định tình hình của Ukraina tại đây cực kỳ nguy cấp. Trước đó, có nhiều tin tức nói rằng Ukraina đang gửi một trong các lữ đoàn đông nhất và được trang bị tốt nhất của mình, lữ đoàn tấn công số 3, tới tăng cường cho lực lượng binh sĩ Ukraina đã bị kiệt sức sau nhiều tháng kịch chiến với quân Nga đang tìm cách vây chặt Adipka. Lữ đoàn số 33 do nhân vật dân tộc chủ nghĩa Andriy Pileski lãnh đạo và được xem là một trong các lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất của quân đội Ukraine. Lữ đoàn đóng vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ ngoại ô Bakhmut, Atomov trong năm 2013 trước khi rút về phía sau để hồi phục. Trên mạng xã hội Telegram, lữ đoàn Ukraine này cho biết, sau khi tới Adipka, một số tiểu đoàn của họ đã tấn công vào một số khu vực do Nga kiểm soát, gây tổn thất nghiêm trọng cho hai lữ đoàn Nga. Thông tin cho hay, có bảy lữ đoàn Nga tham chiến ở khu vực này. Ông Bileski nói, chúng tôi buộc phải chiến đấu trên tất cả các hướng chống lại liên tiếp các lữ đoàn mới do đối phương mang tới. Theo Reuters và Moscow Times, hiện không có xác nhận chính thức về việc Moscow sa thải đô đốc Viktor Sokolov và Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận. Thông tin sa thải được cựu cố vấn Kremlin Sergei Markov và kênh Riba Telegram có kết nối với Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào hôm 15 tháng 2 mà không dẫn nguồn. Riba, một kênh Telegram có ảnh hưởng với 1,2 triệu thuê bao viết, theo các thông tin sơ bộ, tư lệnh Sokolov đã bị sa thải và hiện trọng trách chỉ huy hạm đội Biển Đen do Phó Đô đốc Sergei Pinchak đảm nhiệm. Trang web của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Sokolov nhận quyền chỉ huy vào tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Việc bổ nhiệm ông Sokolov diễn ra sau một loạt sự việc xảy ra liên quan tới hạm đội Biển Đen gồm cả vụ xoáy hạm Moscow bị tên lửa Ukraine đánh chìm. Đô đốc Sokolov từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong hải quân Nga. Trước đó, Ukraine thông báo cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR đã sử dụng phương tiện không người lái Magura phá hủy tàu đổ bộ seza Kunikov của hải quân Nga. Sau vụ tấn công, tàu đổ bộ Seja Kunikov bị hư hỏng, không thể sửa chữa được và đã chìm ở ngoài khơi Crimea. Cũng theo quân đội Ukraine, kể từ đầu cuộc xung đột, họ đã loại bỏ 25 tàu chiến và một tàu ngầm Nga. Ukraine thường xuyên sử dụng xuồng không người lái của hải quân chứa đầy chất nổ để tấn công các tàu Nga và cố gắng đuổi các tàu này ra khỏi các khu vực ở Biển Đen, tạo điều kiện cho Kiev mở một hành lang vận chuyển ngũ cốc quan trọng. Trước vụ tấn công tàu đổ bộ Seja vào đầu tháng 2 năm 2024, Ukraine đã đánh chìm tàu tên lửa dẫn đường Ivanovets. Cảnh quay ban đêm do cơ quan tình báo quân sự Ukraine công bố trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy các phương tiện không người lái của hải quân Ukraine lao về phía tàu Ivanovets trước khi phát nổ và gây hư hại đáng kể cho tàu Nga. Ở cuối video, tàu Ivanovets dường như đã chìm, chỉ còn mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố tàu Ivanovets trị giá lên tới 70 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, Ông Sokolov được bổ nhiệm làm tư lệnh hạm đội Biển Đen từ tháng 9 năm 2022. Sau vụ xoáy hạm Moscow bị đánh chìm vào tháng 4 năm 2022 bởi tên lửa của Ukraine, vụ việc đã khiến người tiền nhiệm của ông Sokolov là đô đốc Igor Osipov bị cách chức. Tờ Kiev Post cho biết thêm, đô đốc Viktor Sokolov chính là người từng được cho là đã thiệt mạng trong vụ tên lửa Storm Shadow tấn công trụ sở chính của hạm đội Biển Đen vào ngày 22 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, điều này của ông đã bị phủ nhận gián tiếp thông qua việc xuất hiện trong cuộc họp trực tuyến với ban lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Nga diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu. Tiếp đó, theo hãng thông tấn TASS của Nga, Đô đốc Sokolov đã xuất hiện trên đài truyền hình Zvezda TV tuyên bố đội biển đen hoạt động hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh đơn vị mà ông chỉ huy tự tin hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Oleksiy Nezapapa, từng chia sẻ với tờ Ukrainska Pravda rằng để tấn công hạm đội biển đen của Nga, Kiev sẽ cần nhiều hơn thứ ngoài máy bay không người lái UAV, nếu chỉ đơn giản sử dụng UAV và giành chiến thắng sẽ không hiệu quả. Tuy nhiên, Ông Nate Papa nhận định, công nghệ đằng sau UAV của Nga cũng đang ngày càng hiện đại hơn. Ông Nate Papa nói, đối phương cũng đang học hỏi, họ sở hữu một tổ hợp công nghiệp hùng mạnh và Nga không bao giờ tiếc tiền mua vũ khí. Do đó, cuộc xung đột bằng UAV rất khó khăn đang ở phía trước chúng ta. Theo ông Nate Papa, kiểu tấn công mà Ukraine phát động trên biển vào năm 2022 và 2023 sẽ không còn hiệu quả trong năm 2024. Ông cho rằng kích thước cùng vũ khí mà UAV mang theo và tác động của thời tiết sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả tấn công của UAV nhằm vào các tàu chiến của Nga. Trước đó, nhà lãnh đạo tình báo Ukraine tuyên bố nước này sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập. Theo Trung tướng Kilo Budanov, lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine GUR cho biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Trong khi đó, Ukraine đã nhiều lần tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen đóng tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ở phía đối diện, Hạm đội Biển Đen của Nga từng công bố video ghi lại cảnh các thủy thủ đoàn của nước này tiến hành diễn tập bắn hạ máy bay không người lái UAV đang cố gắng tấn công các cơ sở quân sự và dân sự ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các binh sĩ tiến hành một loạt hoạt động tìm kiếm, phát hiện và đánh bại các phương tiện tấn công đường không của đối phương, không chỉ bằng thiết bị kỹ thuật và vũ khí phòng không của tàu mà còn bằng các loại vũ khí nhỏ. Video do Sputnik đăng tải cho thấy các binh sĩ nạp đạn và khai hỏa vũ khí phòng không trên tàu đã nhằm mục tiêu chính xác và vô hiệu hóa thành công các UAV đang tiến đến. Hơn hết, Nga phải tìm cách phát triển một loạt các biện pháp đối phó để đánh bại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của đối phương, trong đó có việc sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử như thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến, thiết bị đánh lừa để làm gián đoạn liên lạc và quá trình điều hướng của UAV cũng như các hệ thống phòng không cầm tay hoặc vũ khí nhỏ. Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishkin sau chuyến thăm tiền tuyến miền Đông với Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và nhận định tình hình nơi đây đang rất bất bệnh. Ông Zelensky đăng trên mạng xã hội rằng khu vực diễn ra giao tranh rất phức tạp và căng thẳng, lực lượng Nga đang tăng cường tiến công và có lợi thế hơn về quân số. Ông Zelensky cho biết thêm, Ukraine đang làm mọi thứ có thể để ngăn quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ và củng cố các khu vực đã kiểm soát. Quân đội Ukraine không tiết lộ cụ thể nơi tổng tư lệnh Zelensky và bộ trưởng Umerov tới thăm ở miền Đông. Tân tổng tư lệnh Zelensky nói thêm Ông cùng Bộ trưởng Umerov cũng tới thăm nơi lực lượng Ukraine đóng quân ở phía Bắc, gần thị trấn Kubian ở Kharkov. Quân đội Nga gần đây đẩy mạnh tấn công tại đây. Ông Sisky nói, dựa trên tình hình, chúng tôi đã đưa ra một số quyết định quan trọng nhằm tăng khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội và ngăn chặn hành động của đối phương. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, dù phải đối mặt với điều kiện khó khăn, nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang gây ra thiệt hại lớn cho Nga và giữ vững được vị trí ở tiền tuyến. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.060 binh lính của đối thủ, bắn hạ 4 hệ thống phòng công, 9 xe tăng, 39 xe bọc thép và 66 hệ thống pháo binh. Ngoài ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên kênh truyền hình ZDF Đức, tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cũng đã tiết lộ thay đổi lớn trong chiến thuật của Kiev. Theo tướng Sisky, Ukraine đã chuyển từ các hoạt động tấn công sang phòng thủ chiến lược, nhằm làm kiệt sức đối phương và gây tổn thất tối đa cho họ bằng cách sử dụng các công sự, lợi thế kỹ thuật, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và phòng tuyến được chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, ông Sinsky nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển sang sử dụng thiết bị không người lái trên không và thậm chí trên mặt đất để bảo vệ tính mạng của binh sĩ. Tuy nhiên, phát biểu với ZDF, ông Sinsky cho biết Ukraine cần tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước để bù đắp cho nguy cơ mất hỗ trợ từ bên ngoài. Kiev gần như trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vốn đã rót hơn 200 tỷ đô la Mỹ vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine trong hai năm qua. Nhiều tờ báo phương Tây, từ Washington Post đến New York Times, đã đề cập đến tình trạng thiếu bộ binh tiền tuyến cũng như đạn dược của Ukraine trong những tuần gần đây. Theo New York Times, Kiev đang phải đối mặt với viễn cảnh rất thực tế là sự sụp đổ hàng loạt dọc theo tiền tuyến, trừ khi Mỹ sớm gửi viện trợ quân sự. Chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ vừa qua công bố video tại sân bay quốc tế Harrisburg ở thành phố Middletown thuộc bang Pennsylvania, cho thấy hai tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS được dỡ từ vận tải cơ AN-124 Ukraine và đưa tới địa điểm không xác định. Xe phóng đầu tiên có nhiều chữ thập trắng, dấu hiệu nhận dạng khí tài của quân đội Ukraine dường như bị trúng mảnh văng từ đạn pháo của Nga. Phân tích hình ảnh cho thấy, ít nhất 16 lỗ thủng trên thân xe và lốp trước bị xịt, trong khi cả hai tầm kính chống đạn trước buồng lái cũng hư hại, nhưng xe có vẻ không chịu tổn thất nặng. Xe thứ hai nhiều khả năng bị trúng mìn và chịu thiệt hại nặng hơn. Bánh trước bên phải và một phần sàn buồng lái bị thổi bay, khiến các kỹ thuật viên phải tì trục xe lên các khối gỗ để giữ cân bằng. Kim bút Thomas Newdick, chuyên gia quân sự của Warzone nhận định, đây là những hình ảnh đầu tiên có sức thuyết phục nhất về hệ thống HIMARS của Ukraine bị hư hại và loại khỏi vòng chiến. Nhiều khả năng chúng đang được đưa về nhà máy sửa chữa. Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Ukraine chưa bình luận về hình ảnh. Phá phản lực HIMARS được bị cung cấp cho Ukraine từ cuối năm 2022, nhanh chóng chứng tỏ giá trị khi nhiều lần được ép sử dụng để tập kích, phá hủy các khí tài quan trọng của đối phương trên tiền tuyến. HIMARS là phá phản lực phóng loạt được phát triển từ tổ hợp M270, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo. Tuy nhiên, Nga dường như đã thích nghi được với các đợt tập kích bằng pháo HIMARS trong năm 2023, thông qua phân tán lực lượng và tăng cường năng lực phòng không tiên tuyến. Moscow cũng bố trí thêm nhiều hệ thống tác chiến điện tử và khiến các loại đạn dẫn đường, trong đó có rocket của HIMARS trở nên kém hiệu quả hơn trước các đơn vị Nga cũng duy trì nỗ lực truy tìm xe phóng đạn HIMARS trước khi chúng kịp khai hỏa hoặc sơ tán khỏi trận địa. Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga công bố video quay cảnh hệ thống phòng không của nước này bắn chặn các tên lửa phóng từ tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine ở Donetsk. Cụ thể, Sputnik dẫn tuyên bố của nhà chức trách Nga cho biết, Tổ vận hành hệ thống tên lửa đất đối không Buk M1 thuộc nhóm chiến đấu Vostok của nước này đã bắn chặn thành công hai tên lửa HIMARS của Kiev ở Nam Donetsk, miền đông Ukraine. Các chuyên gia cho biết, Buk M1 là hệ thống tên lửa đất đối không được thiết kế để tấn công các máy bay chiến thuật và chiến lược, tên lửa hành trình cũng như các mục tiêu khác trong khu vực hoạt động của chúng. Hệ thống này có thể nhắm bắn các mục tiêu trong phạm vi từ 3 đến 45 km, ở độ cao 25 m đến 22 km và tăng tốc dần lên vận tốc 4.320 km h Quân đội Nga hiện cũng sử dụng Buk M1 để đối phó với các tên lửa đạn đạo chiến thuật, hệ thống chống radar, vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và từ trên không cũng như tấn công các địa điểm triển khai hệ thống radar mặt đất và radar trên biển. Quân đội Nga hiện đang tập trung đánh phá tuyến hậu cần huyết mạch của Adipka với ý định các đôi lực lượng Ukraine tại đây và giành một chiến thắng vừa mang tính chiến lược vừa mang tính biểu tượng lớn. Quân đội Nga đã mở nhiều đợt tấn công bằng bộ binh và xe thiết giáp vào thị trấn Adipka. Binh sĩ Ukraine đã khá mệt mỏi và phải cùng mình chống đỡ các đòn tấn công này của Nga thị trấn công nghiệp chiến lược Adipka nằm về phía tây bắc của thủ phủ tỉnh Donetsk và được xem là cửa ngõ tới Donetsk. Nga đã tấn công mãnh liệt vào thị trấn này trong hơn 4 tháng và hiện nay họ càng đẩy mạnh tiến công hơn nữa. Mới đây, chuyên gia quân sự, đồng thời là cựu quan chức cơ quan an ninh Ukraina SBU Ivan Stupak nhận định tình hình của Ukraina ở Adipka rằng tại Adipka tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi Nga tiến công theo hướng này. Có cả những trường hợp thâm nhập sâu vào các vị trí của chúng tôi ông cho biết lữ đoàn tấn công số 3 đã được điều tới Adipka. Ông Stubak cho biết thêm, tại thời điểm này, chúng tôi không biết mục đích là gì. Nhằm cố thủ ở thị trấn này cho tới khi các lực lượng của Ukraine rút quân hay là một nhiệm vụ chính trị, điều từng diễn ra với Bakhmut, đó là dự lấy nó bằng mọi giá. Tình hình cực kỳ cam go, chúng tôi nhận thấy Nga đang tiến công mỗi ngày. Bên cạnh đó, ông Ivan Sekat, người phát ngôn lữ đoàn cơ giới 110 của Ukraine, thừa nhận hiện tại đơn vị của ông thiếu khả năng để giữ được Adipka. Ông cũng lần đầu tiên cho biết trong gần 2 năm tham chiến, một số binh lính trong nước đoàn đã được rút hoàn toàn khỏi tiền tuyến để tái tổ chức lực lượng và xoay vòng bởi vì các lực lượng tăng cường đã đến. Ông không nêu cụ thể đó là đơn vị nào. Vào cuối tháng 12 năm 2013, cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaludny cho biết quân đội Ukraine có lẽ phải rời Adipka trong 2-3 tháng nữa. Sau đó, ông đã tóm tắt tình hình khó khăn tại khu vực này cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo Forbes, việc thay thế vị trí tổng tư lệnh của ông Zaludny bằng ông Oleksandr Sisky có lẽ cho thấy ý định của Tổng thống Zelensky, đó là chiến đấu để giữ thành phố này dù phải trả giá đắt. Nga bắt đầu tập trung nguồn lực cho chiến dịch tiến công Adipka kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, biến thị trấn kiên cố này thành một cối xay thịt gây tổn thất lớn cho cả hai phe tham chiến. Đối với Nga, Adipka có giá trị cả về biểu tượng lẫn chiến lược. Đối với Ukraine, đánh mất thị trấn này đồng nghĩa với việc làm sức khỏe nhuệ khí chiến đấu của họ trong bối cảnh cuộc phản công mùa hè và mùa thu đã thất bại, còn viện trợ của Mỹ thì rơi vào tình trạng bất định. Thị trấn Adipka đã trải qua một thập kỷ đụng độ kể từ năm 2014. Ukraine đã đầu tư nhiều thời gian xây dựng hệ thống phòng ngự tại đây và điều này đã gây khó khăn cho Nga trong nỗ lực đánh chiếm thị trấn bằng các đòn tấn công sử dụng lực lượng bộ binh dẫn đầu trong các tháng gần đây. Thời gian qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân tới Washington để tìm kiếm sự hỗ trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine, nhưng ông đã ra về tay trắng. Trong khi Đảng Cộng Hòa vẫn ngăn cản gói ngân sách khẩn cấp trị giá 60 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine, họ tuyên bố sẽ thông qua gói hỗ trợ trên chỉ khi Đảng Dân Chủ nhượng bộ lớn về chính sách nhập cư. Chuyến thăm Washington không như kỳ vọng của Tổng thống Zelensky đã cho thấy những vấn đề lớn mà Ukraine đang phải đối mặt. Cuộc phản công của Kiev vào năm ngoái nhằm giành lại lãnh thổ đã thất bại sự ủng hộ của phương tây đang suy giảm và tình hình chiến trường rơi vào bế tắc trong khi đó các nhà hoạch định chính sách phương tây cũng đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan họ có thể tiếp tục đổ nguồn lực vào cuộc xung đột ở ukraine nhằm hỗ trợ nước này giành lại lãnh thổ hoặc họ cũng có thể cắt giảm ngân sách đặt kiev vào thế phòng thủ và có nguy cơ thất bại chính quyền của tổng thống joe biden khẳng định sẽ không có sự thay đổi về chiến lược nếu quốc hội không thông qua gói hỗ trợ cho ukraine dù vậy giới quan sát cho rằng trên thực tế vẫn còn có một lựa chọn khác mà phương tây dường như đang bỏ qua đó là giành chiến thắng qua phòng thủ. Nhiều vũ khí hỗ trợ cho Ukraine trong 2 năm qua tập trung vào khả năng tấn công từ các xe tăng tiên tiến cho đến thiết bị dọn mìn và các tên lửa tầm xa nhằm đẩy lùi Nga. Theo Foreign Affairs, nếu Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ mà nước này kiểm soát trong những tháng tới bằng cách sử dụng mìn chống tăng và các công sự vững chắc, thì Kiev có thể ngăn Nga giành thắng lợi hoàn toàn và thậm chí có thể mở ra cánh cửa đàm phán. Nếu có một bài học rõ ràng rút ra từ cuộc xung đột ở Ukraine, thì chính là chiến trường hiện nay đang có lợi cho bên phòng thủ. Các vũ khí hiện đại đặc biệt là uav pháo và tên lửa chống tăng tầm xa khiến cho việc kiểm soát lãnh thổ trở nên dễ dàng hơn so với việc giành lại chúng hệ thống phòng không cơ động trên mặt đất khó bị phát hiện và khó bị phá hủy mang lại lợi thế cho lực lượng phòng thủ trước các lực lượng không quân hiện đại việc chuyển sang phòng thủ ở ukraine sẽ tận dụng những lợi thế này và cần có ba yếu tố cụ thể để thành công đầu tiên ukraine sẽ cần xây dựng một hệ thống phòng tuyến bao gồm các hào sâu vị trí khai hỏa đã chuẩn bị sẵn mìn chống tăng và các hàng rào bê tông hình kim tự tháp chống tăng chúng còn được gọi là răng rồng cho đến nay, phong tuyến của Ukraine chủ yếu bao gồm các chiến hào tương đối nông thay vì các công sự cố định, bởi vì quân đội sử dụng các hệ thống phòng thủ di động tiến hành các cuộc tấn công bắn và chạy nhằm vào các lực lượng và tuyến hậu cần của Nga. Hệ thống phòng tuyến cũng dày và nhiều lớp, có thể làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga nếu họ định vượt qua. Lớp phòng tuyến đầu tiên nên được cài mìn dày đặc với các loại mìn chống tăng và rào chắn kiên cố. Đằng sau là quân đội Ukraine trong các bong ke và chiến hào đang chờ sẵn với hỏa lực sát thương cao. Phòng tuyến thứ hai cũng được thiết kế tương tự phòng tuyến đầu tiên để khiến đối phương có thể phải trả giá đắt nếu họ muốn xuyên thủng. Những nỗ lực phòng thủ này sẽ cho quân đội Ukraine sự bảo vệ mạnh mẽ hơn và giúp họ chống chịu tốt hơn trước những hành động tấn công của Nga thay vì phòng tuyến di động như hiện nay. Việc xây dựng hệ thống phòng thủ này cũng tốn không nhiều chi phí. Chẳng hạn, Nga đã xây dựng tuyến răng rồng với mỗi khối bê tông kịm tự tháp có giá khoảng 130 đô la Mỹ và đặt khoảng 1.000 khối này thành 4 hàng để củng cố một đoạn phòng tuyến dài khoảng 1,6 km. Với chi phí này, Ukraine có thể củng cố toàn bộ mặt trận Donbass kéo dài 418 km với giá 54 triệu đô la Mỹ. Mìn chống tăng cũng tương đối rẻ với khoảng 10.000 đô la Mỹ một quả và quân đội Mỹ có nhiều vũ khí này, trong đó có 178.000 quả mìn M21 sắp được thay thế bằng các mẫu mới. Thứ hai, Ukraine phải ưu tiên duy trì tranh chấp vùng trời, đảm bảo không bên nào có được ưu thế trên không. Mặc dù các chỉ huy khẳng định thậm chí số lượng nhỏ tiêm kích phương Tây như F-16 cũng sẽ đủ để chiếm ưu thế trên không, nhưng điều này dường như khó có thể xảy ra radar của Nga sẽ dễ dàng phát hiện ra các máy bay chiến đấu của Ukraine trước khi các phi công ở khoảng cách có thể sử dụng vũ khí để phá hủy các hệ thống phòng không của Nga, đặc biệt là hệ thống S-400. Một số nhà quan sát cho rằng Ukraine vẫn có thể thành công về mặt phòng thủ, Chứng nào hệ thống phòng không phóng từ mặt đất của nước này vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chiến đấu cơ của Nga. Hiện nay, kho tên lửa phòng không của phương Tây đang ở mức thấp, làm tăng nguy cơ Kiev không thể đẩy lùi lực lượng trên không của Nga. Để tránh nguy cơ trên, Ukraine có lẽ cần có chọn lọc hơn trong việc triển khai các hệ thống phòng không. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể khiến các lực lượng của nước này không thể đánh chặn tất cả các tên lửa và UAV của Nga phóng vào Ukraine. Phương Tây có lẽ đang đứng trước sức ép to lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine, nhưng đây là một vấn đề cần sự sáng tạo trong cách giải quyết. Theo đó, hệ thống phòng không Frankenstein có thể mang tên lửa tiên tiến phương Tây, phối hợp với các bệ phóng và radar thời Liên Xô của Ukraine có thể giải quyết sự thiếu hụt nghiêm trọng trên. Thứ ba, Ukraine phải mở rộng khả năng sản xuất vũ khí trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây số lượng các công ty của Ukraine đang sản xuất UAV đã tăng từ 7 lên 80 vào năm ngoái. Các quốc gia khác sẽ thận trọng hơn trong việc chia sẻ những công nghệ quân sự nhạy cảm, nhưng đa số những gì Ukraine cần cho phòng không như pháo, UAV, vũ khí chống tăng sẽ rẻ hơn, ít nhạy cảm hơn và tương đối dễ sản xuất. Sự dịch chuyển sang phòng thủ giúp Ukraine giải quyết hai vấn đề lớn nhất, đó là sự thiếu hụt về lực lượng và sự sụt giảm trong mức độ hỗ trợ của phương Tây. Một mạng lưới phòng thủ mạnh mẽ sẽ giúp Kiev củng cố nguồn lực, giảm số lượng binh lính và pháo cần thiết để bảo vệ tiền tuyến. Việc áp dụng chiến lược phòng thủ cũng làm giảm yêu cầu trang bị cho Ukraine, các hệ thống phương Tây đắt đỏ và khan hiếm. Thay vào đó, phương Tây có thể định hướng lại việc viện trợ với các loại đạn dược, vật tư xây dựng và hệ thống phòng không có chi phí thấp hơn, đồng thời giúp Ukraine tăng cường các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Để củng cố sự hỗ trợ đang suy giảm của phương Tây, thì sẽ không chỉ cần Ukraine chuyển hướng sang phòng thủ trên chiến trường. Nếu các nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Ukraine cần giành lại lãnh thổ, nhưng ngần ngại cung cấp các gói hỗ trợ mới thì Nga có thể hy vọng rằng nguồn ngân sách của phương Tây sẽ lung lay và triển vọng của Điện Kremlin sẽ cải thiện. Vì vậy, một chiến lược mới trên chiến trường phải đi cùng với chiến lược chính trị tương ứng từ Nhà Trắng, bắt đầu bằng việc đưa ra thông điệp. Chính quyền Tổng thống Joe Biden nên làm rõ rằng Washington không yêu cầu Kiev phải tiến hành các chiến dịch tấn công trong tương lai, mà thay vào đó tập trung cung, cung cấp cho Ukraine các khả năng phòng thủ. Một chiến lược phòng thủ sẽ không giải quyết tất cả các vấn đề của Ukraine, dù quốc gia này áp dụng hướng tiếp cận nào thì Kiev gần như chắc chắn phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt khi Nga tăng cường tấn công UAV và tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Dĩ nhiên, chiến lược phòng thủ cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ mục tiêu tối đa là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Dù vậy, theo các nhà quan sát, kể cả khi chiến lược mới không giúp chấm dứt xung đột thì nó sẽ tránh được những hậu quả thảm khốc nhất, duy trì khả năng chiến đấu của Ukraine và tạo ra trạng thái cân bằng ổn định để các khu vực khác phát triển kinh tế và hội nhập với châu Âu đối với các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang cảm thấy bị mắc kẹt giữa những hạn chế trong nước và viễn cảnh Ukraine thua cuộc, điều đó sẽ được coi là một chiến thắng. Hãng thông tấn AFP của Pháp dẫn lời Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky phát biểu tại Estonia trong chuyến thăm của mình tại nước này trong thời gian vừa qua, cho rằng việc Ukraine tạm dừng phòng thủ trước kế hoạch quân sự của Nga sẽ chỉ giúp ích cho Moscow. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Estonia, Alakarist, ông Zelensky nhấn mạnh nếu cho Nga từ 2 đến 3 năm, sau đó đơn giản là họ sẽ xử lý chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận rủi ro đó, sẽ không có tạm dừng vì Nga. Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng một cuộc xung đột kéo dài cũng không tốt cho Ukraine. Ông nêu rõ, chúng tôi phản đối cuộc xung đột này ngay từ ngày đầu tiên và sẽ như vậy cho đến ngày cuối cùng. Trước đó, kênh RT của Nga dẫn lời ông Zelensky nói với một nhóm nhà báo đến thăm Kiev rằng thế hệ tiếp theo ở nước này có thể sẽ phải chiến đấu nếu xung đột giữa Ukraine và Nga bị đóng băng ở giai đoạn hiện nay. Ông Zelensky cũng cho biết, chính phủ Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn kịch bản như vậy. Bình luận mới nhất của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zalutnyi thừa nhận rằng Kyiv và Moscow đang rơi vào bế tắc trên chiến trường, dường như không bên nào có đủ khả năng để tiến hành một cuộc tấn công quyết định. Khi được hỏi về triển vọng của cuộc xung đột, ông Zelensky nhấn mạnh rằng, nếu xảy ra bế tắc và xung đột đóng băng, chúng tôi phải thành thật mà nói rằng con cháu chúng tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu, điều mà Kyiv muốn tránh theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong khi nước này đã mất quá nhiều người, Kiev thậm chí không thể nghĩ đến việc dừng giao tranh, dù điều đó còn rất khó khăn. Bên cạnh đó, theo ông Zelensky, Ukraine xứng đáng được mời gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và quân đội nước này sẽ giúp tăng cường sân phía đông của khối. Theo ông, nếu NATO kết nạp Ukraine, khối quân sự này sẽ có được một đội quân kinh nghiệm, không chỉ trên lý thuyết mà cả trong thực tiễn. Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine đang tăng cường đáng kể các công sự sau khi cuộc phản công được phát động tuy nhiên đã không thể nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến của Nga. Ukraine cho biết đang tập trung vào những cải cách quân dịch để bổ sung nhân lực và giải quyết tình trạng thiếu pháo binh ở mặt trận. Chương trình sẽ được tiếp tục bằng nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có chuyến thăm Kiev vào giữa tháng 1 và tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo thỏa thuận an ninh mới nhất giữa Anh và Ukraine, Kiev và London hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau và hành động trong vòng 24 giờ nếu đồng minh bị tấn công. Theo Thủ tướng Ukraine, ông Demis Shmigan, thỏa thuận an ninh được ký kết giữa Kiev và London là song phương, đồng thời sẽ đảm bảo sự hỗ trợ quân sự của Ukraine cho Anh nếu Nga tấn công nước này. Thỏa thuận hợp tác an ninh trên được Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký kết. Hiệp ước quy định sự hỗ trợ cho việc Ukraine gia nhập vào NATO trong tương lai và đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn tích cực và các biện pháp đối phó chống lại bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào về mặt quân sự và hoặc hành động xâm lược mới nào từ Nga. Cũng theo ông Shmigan, Ukraine sẽ phải phản ứng bằng cách này hay cách khác để hỗ trợ Anh trong trường hợp Nga tấn công đồng minh của chúng tôi. Không chỉ Anh phải phản ứng trong vòng 24 giờ nếu có hành động gây hấn chống lại Ukraine, Ukraine cũng sẽ bảo vệ đồng minh và đối tác của mình trong vòng 24 giờ. Ông Shmigan cũng gọi việc ký kết hiệp định là một thời điểm lịch sử và bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia đồng minh khác sẽ làm theo. Chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Anh Rishi Sunak để tái khẳng định sự ủng hộ của London dành cho Kiev sau khi viện trợ quân sự của Mỹ cạn kiệt. Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ quân sự 2,5 tỷ bảng Anh, khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong hai năm tới, gói viện trợ lớn nhất của London kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự vào tháng 2 năm 2022. Hiệp ước an ninh song phương trên bao gồm một loạt các biện pháp đảm bảo an ninh của Anh cho Ukraine. Thỏa thuận này cũng chính thức hóa sự hỗ trợ phòng thủ nhanh chóng và bền vững của Anh dành cho Ukraine trong trường hợp nước này bị Nga tấn công một lần nữa. Gói viện trợ được London xác nhận lớn hơn khoảng 200 triệu bảng Anh, khoảng 254 triệu đô la Mỹ so với gói viện trợ được cung cấp trong hai năm trước và sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, vũ khí phòng không và đạn pháo. Khoảng 200 triệu bảng viện trợ quân sự sẽ được chi cho cung cấp máy bay không người lái. Gói viện trợ trên cũng bao gồm 18 triệu bảng Anh, khoảng 23 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo, cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và tài trợ cho đào tạo tiếng Anh trực tuyến. Ở chiều đối diện, theo đài RT, ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga và cũng là đồng minh thân cận của đương kim Tổng thống Vladimir Putin, đã có phát biểu trên truyền thông nhằm đáp trả chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Truyền thông Anh dẫn tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng nước này cho biết, chuyến công du của ông Sunak nhằm công bố một gói hỗ trợ mới và tái khẳng định mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Anh Ukraine. Trong thông điệp đăng tải trên kênh Telegram, ông Medvedev cũng đặt câu hỏi liệu công chúng phương Tây sẽ cảm thấy như thế nào nếu phái đoàn của Thủ tướng Anh bị tấn công bằng bom chùm ở trung tâm Kiev điều ông nói đã xảy ra gần đây với thường dân của Nga ở thành phố biên giới Bengorod. Luân Đôn chưa lên tiếng phản hồi trước phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, ông Mikhail Fedorov cho biết, kể từ khi giao tranh bắt đầu, Kiev đã dỡ bỏ nhiều trở ngại pháp lý mà các nhà sản xuất UAV phải đối mặt và các công ty nước này đang tăng cường sản xuất. Ông Mikhail Fedorov cho hay, trong đó, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV-FPV đã trở thành nhân tố thay đổi cục diện trong cuộc đối đầu giữa các quốc gia để hiện thực hóa mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay do Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố mới đây. Ông Fedorov nói rằng bất kỳ ai ở xa tiền tuyến cũng có thể hỗ trợ cho Ukraine tăng cường kho vũ khí UAV bằng cách hoàn thành khóa học kỹ thuật hướng dẫn bạn cách lắp ráp máy bay không người lái FPV 7 inch tại nhà. Đài RT dẫn lời ông Fedorov thông tin, chương trình trực tuyến cung cấp các bài giảng, hội thảo qua ứng dụng Zoom với các chuyên gia, danh sách các thành phần cũng như công cụ và vật liệu cần thiết để chế tạo UAV Nhà chức trách cũng cho phép người học tiếp cận cộng đồng kỹ thuật để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Kyiv đang tổ chức các khóa học lắp ráp UAV mới 2 tuần một lần và hoàn toàn miễn phí. Ông Fedorov tiết lộ, những người tham gia chương trình đã lắp ráp khoảng 100 UAV và 80% trong số này đang hoạt động tốt. Cựu nghị sĩ Ukraine Igor Lutsenko, trong khi đó đánh giá mục tiêu sản xuất 1 triệu máy bay không người lái trong năm nay là có thể khả thi nhưng chưa đủ. Ông cảnh báo nước này thực sự cần gấp 2 hoặc 3 lần con số đó người đứng đầu bộ phận tác chiến điện tử và mạng máy tính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Đại tá Ivan Pavlenko chia sẻ với tờ Financial Times trong tháng 1 rằng, gần đây, Nga đã sản xuất nhiều máy bay không người lái đến nỗi, chúng đang trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội Ukraine. Cũng trong bài viết này, Financial Times đưa tin rằng, Nga cũng duy trì thế thượng phong đối với công nghệ tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu và đánh lạc hướng máy bay không người lái của đối phương, trong khi Kiev chỉ đang cố gắng đuổi kịp. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov cho biết, đến cuối năm 2026, nước này có thể sản xuất 18.000 máy bay không người lái một năm. Con số này không bao gồm máy bay không người lái siêu nhẹ có trọng lượng dưới 1 kg. Theo ông Belushov, nhu cầu hàng năm của Nga hiện ước tính vào khoảng 32.000 máy bay không người lái, trong đó khoảng 20.000 chiếc được nhập khẩu từ nước ngoài, phần còn lại được sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, Nga hiện đang thử nghiệm lắp cảm biến dẫn đường cho UAV FPV tại Ukraine, giúp chúng tự tấn công mục tiêu mà không cần chỉ thị từ người điều khiển. Ông Dmitry Kuzyakin, Tổng Giám đốc Trung tâm Tích hợp Giải pháp Không Người Lái CCBR của Nga cho biết, nhiều hệ thống dẫn đường quang học cho máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV đã được phát triển và thử nghiệm tại tiền tuyến. Công nghệ này có tiềm năng rất lớn, cho phép tấn công mục tiêu cố định và di động trên mặt đất cũng như thiết bị bay. Ông Kujiyaki nói rằng phi công có nhiệm vụ điều khiển UAV FPV tìm kiếm và đánh dấu mục tiêu tại khu vực nghi do đối phương kiểm soát. Những mẫu UAV FPV hiện nay có nhiều hạn chế như tín hiệu hình ảnh và kiểm soát bị suy giảm, thậm chí cất đứt hoàn toàn khi hạ độ cao ở địa điểm cách xa người điều khiển. Điều đó buộc kịp vận hành phải đến gần mục tiêu hết mức có thể nhằm duy trì khả năng điều khiển, đặt họ vào vòng nguy hiểm do hỏa lực và UAV của đối phương hoặc chấp nhận nguy cơ đánh trượt mục tiêu. Các chuyên gia nga nói rằng phương thức tự dẫn đường sẽ tăng độ an toàn và hiệu quả tác chiến cho các phân đội UAV FPV. kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine, sức mạnh không quân của nga phát huy hiệu quả liên tục hỗ trợ cho lực lượng bộ binh đồng thời chấn áp các vị trí của Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga thời gian vừa qua đã sử dụng trực thăng Nga càn quét mục tiêu Ukraine bằng tên lửa S-8. Tên lửa S-8 do các nhà khoa học Nga phát triển, được thiết kế để sử dụng cho máy bay ném bom chiến đấu và trực thăng. Tên lửa đa năng này cung cấp nhiều tùy chọn đầu đạn như xuyên giáp để nhắm mục tiêu vào xe tăng và gây cháy để loại bỏ quân địch. S-8 là tên gọi của tên lửa không điều khiển cỡ 82 ly, được phát triển bởi không quân Liên Xô trong thập niên 1970 để thay thế cho tên lửa S-5 có hiệu suất chiến đấu thấp. S-8 có sức mạnh và độ chính xác cao hơn hẳn S-5 trong khi vẫn giữ kích thước đủ nhỏ để máy bay có thể mang theo với số lượng lớn. S-8 có tất cả 14 biến thể với các loại đầu đạn khác nhau, các nhóm chính gồm đạn nổ lõm, phá mảnh chống thiết giáp, bộ binh S-8K, đạn xuyên chống lô cốt công sự S-8B, đạn nhiệt áp S-8D, đạn vạch đường S-8O, đạn mồi bẫy S-8P, đạn mũi tên S-8S. Các phiên bản có chiều dài từ 1,54 đến 1,7 m trọng lượng từ 11,1 đến 15,2 kg, tầm bắn từ 2 đến 4 km. S8 sử dụng hai loại bình phóng chuyên dụng, đó là B8M1 trang bị cho máy bay cánh cố định kiểu MiG-27, MiG-29, Su-17, Su-22, Su-24, Su-25, Su-27, Su-30 và B8V20A tương thích với trực thăng Mi-8 và Mi-17, Mi-24 và Mi-28 và K-50 và K-52. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh hệ thống phòng không Thor M2 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Krasny-Liman, oanh tạc mục tiêu Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tổ đội hệ thống tên lửa phòng không Thor M2 trực chiến đấu suốt ngày đêm, bao phủ bầu trời tại khu vực mà các đơn vị tấn công đang hoạt động, ngăn chặn việc sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công và trinh sát của đối phương. Hệ thống tên lửa Thor của Nga là hệ thống phòng không tiên tiến được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Thor M2 là biến thể nâng cấp từ Thor M1, được thiết kế để bảo vệ các đơn vị mặt đất khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa chống radar, tên lửa hành trình, bom dẫn đường, máy bay, trực thăng và UAV hệ thống này được xem là chốt chặn cuối cùng trong các nhiệm vụ phòng không khi mục tiêu vượt qua được mọi lớp phòng không tầm xa và tầm trung khác. Hệ thống tên lửa phòng không Thor M2 có khả năng phát hiện khóa mục tiêu và phá hủy đồng thời bốn mục tiêu trên không. Chỉ mất 2 phút để hệ thống này chiếm lĩnh hòa điểm, khởi động và dò tìm trước khi phóng hướng đến mục tiêu. Thor M2 được trang bị tên lửa 9M338 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12 km và độ cao lên tới 10 km kinh nghiệm từ cuộc xung đột nga ukraine đang bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của quân đội các nước trên thế giới xu hướng này đã được đề cập trong báo cáo hàng năm mang tên cán cân quân sự trong năm 2024 do viện nghiên cứu chiến lược quốc tế iiss xây dựng và công bố ngày 13 tháng 2 báo cáo cho rằng cần phải chú ý nhiều hơn đến pháo binh máy bay không người lái kamikaze uav tự sát hoặc đạn tuần kích hệ thống chống uav cũng như những cơ hội và nguy cơ mà các phương tiện không người lái dưới nước UUV có thể tạo ra. IISS lưu ý, trong nhiều lực lượng vũ trang, sự quan tâm đến UUV đã tăng lên, xu hướng này đã diễn ra trước xung đột. Động cơ thúc đẩy sự quan tâm là những hệ thống như vậy có thể giám sát cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng dễ bị tổn thương, các đáy biển được giám sát kém và có thể bị tấn công. Theo các chuyên gia IISS, giao tranh ở Ukraine cho thấy các cuộc xung đột quân sự hiện đại vẫn ẩn chứa dư âm của quá khứ. Ví dụ, với việc chuyển xung đột sang đối đầu theo vị trí, mìn và công sự phòng thủ, mục đích là làm chậm kế hoạch phản công của Ukraine, đã đóng vai trò quan trọng đặc biệt đối với Nga. Báo cáo nêu, một số quân đội phương Tây lại tập trung vào chương trình huấn luyện binh sĩ cách giải quyết và vượt qua các chướng ngại vật phức tạp, kể cả chiến hào. Kế hoạch phản công của quân đội Ukraine trong năm 2013 và những lời chỉ trích về tiến độ chậm chạp của nó đã bộc lộ quan niệm sai lầm tồn tại trong quân đội phương Tây. Đó là, khi có được lợi thế áp đảo về trang bị quân sự, đã có ý kiến cho rằng giai đoạn chiến đấu trong xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc. IISS nhận định trường hợp của Ukraine nhắc nhở chúng ta rằng xung đột quân sự thường kéo dài. Cũng theo báo cáo, Ukraine đã điều chỉnh hệ thống phòng không để sử dụng tên lửa đất đối không có độ chính xác cao, chống lại các hệ thống phức tạp hơn của Nga và chủ yếu sử dụng súng phòng không để đánh chặn UAV Kamikaze. Cuối năm 2022, Nhật báo Financial Times dựa trên kết quả khảo sát đối với các chuyên gia phân tích quân sự cũng rút ra những kết luận từ một năm giao tranh ở Ukraine, bao gồm tầm quan trọng ngày càng gia tăng của tiềm năng công nghiệp và dự trữ thiết bị quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột ác liệt, tầm quan trọng then chốt của trinh sát công nghệ cao và các phương tiện chiến đấu truyền thống, chẳng hạn như xe tăng. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo hồ sơ tòa án, chính phủ Mỹ đang chi hơn 7 triệu đô la Mỹ mỗi năm để bảo trì chiếc siêu du thuyền mà họ tịch thu từ một doanh nhân Nga. Theo hồ sơ tòa án, chính phủ Mỹ đang chi hơn 7 triệu đô la Mỹ mỗi năm để bảo trì chiếc siêu du thuyền mà họ tịch thu từ một doanh nhân Nga. Du thuyền có tên Amadea được cho là thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Suleiman Kerimov. Thuyền bị tịch thu ở Fiji vào tháng 4 năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ do các lệnh trừng phạt được nước này áp đặt sau cuộc xung đột ở Ukraine. Theo tạp chí Forbes, Kerimov và gia đình ông ta có khối tài sản trị giá 10,7 tỷ đô la Mỹ. Theo chính quyền Mỹ, con tàu dài 106 mét, có sân đỗ trực thăng, bể bơi hố đốt lửa và dạp chiếu phim mất 600.000 đô la Mỹ mỗi tháng để bảo trì. Theo giấy tờ của tòa án, chỉ riêng chi phí cho thủy thủ đoàn đã lên tới khoảng 360.000 đô la Mỹ mỗi tháng, trong khi chi phí bảo trì chiếc thuyền sang trọng cũng bao gồm 75.000 đô la Mỹ nhiên liệu và 165.000 đô la Mỹ để bảo dưỡng, loại bỏ chất thải cùng với phí thực phẩm và các chi phí khác. Mỹ hiện đang yêu cầu thẩm phán cho phép bán đấu giá siêu du thuyền trị giá 300 triệu đô la Mỹ vì hóa đơn bảo trì trung bình hàng tháng đã quá mức nhưng nỗ lực bán Amadea đang bị thách thức bởi một doanh nhân khác là Eduard Kudainatop, người tuyên bố rằng ông là chủ sở hữu thực sự của du thuyền. Trong khi Mỹ xác định Kerimov là chủ sở hữu và tuyên bố ông này đã vi phạm lệnh trừng phạt khi thanh toán thông qua hệ thống tài chính Mỹ, thì Kudainatop, người từng giữ chức chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Rosneft từ năm 2010 đến năm 2013, vẫn khẳng định rằng ông là chủ sở hữu thực sự của Amadea và khẳng định rằng chiếc du thuyền không thể bị tịch thu vì ông chưa bị Mỹ trừng phạt. Các công tố viên Mỹ cáo buộc trong hồ sơ tòa án trước đó rằng Khudainatop đóng vai trò là chủ bù nhìn của Amadea để che giấu vai trò của Kerimov. Đại diện pháp lý của Khudainatop cho biết trong một tuyên bố rằng việc tịch thu là bất hợp pháp và kêu gọi thẩm phán không cho phép điều đó cho đến khi xác định được liệu việc tịch thu có vì hiến hay không. Đồng thời, du thuyền bị tịch thu trong thời điểm Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những người được cho là thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm gây áp lực buộc Moscow dừng cuộc xung đột ở Ukraine. Nếu chính phủ Mỹ bán đấu giá Amadia thành công, tiền sẽ được chuyển cho Ukraine. Công tố viên Mỹ cáo buộc Kerimov đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi chuyển hơn 1 triệu đô la Mỹ phí bảo trì Amadia thông qua hệ thống tài chính Mỹ, đủ điều kiện để Washington tịch thu du thuyền. Ông Kerimov và gia đình sở hữu khối tài sản hơn 10,7 tỷ đô la Mỹ, theo Forbes. Ông tích lũy tài sản thông qua công ty khai thác vàng Polyus của Nga dù không còn là cổ đông. Trước đây, một báo cáo của chính phủ Mỹ hồi tháng 3 năm ngoái cho thấy, nước này đã đóng băng khoảng 58 tỷ đô la Mỹ tài sản của các tài Việt Nga. Theo báo cáo, quy trình pháp lý từ phong tỏa đến tịch thu tài sản có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gồm các bước nghiên cứu hồ sơ ngân hàng và tài sản, xác định các mối quan hệ và di chuyển với những người liên quan. Một số nước phương Tây khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Kể từ mùa xuân năm 2022, các quan chức thực thi pháp luật Italia đã tịch thu ít nhất 4 du thuyền và 20 ngôi nhà sang trọng của các tài phiệt Nga. Chính phủ Italia đã phân bố 13,7 triệu euro, khoảng 353,2 tỷ đồng vào năm ngoái để chi trả cho việc bảo dưỡng khẩn cấp các tài sản như du thuyền và biệt thự. Nhưng các quan chức địa phương cho biết chi phí thực tế cao hơn nhiều. Lãnh đạo tình báo Hạ viện Mỹ thông báo về mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, dường như xoay quanh Nga và hoạt động không gian. Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, Mike Turner cho biết, hôm 14 tháng 2, nói rằng ủy ban này đã chuyển thông tin về mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng đến mọi thành viên Quốc hội. Tôi yêu cầu Tổng thống Joe Biden giải mật toàn bộ dữ liệu liên quan đến mối đe dọa để Quốc hội, chính quyền và các đồng minh có thể công khai thảo luận hành động đối phó cần thiết. Tuy nhiên, Ông Turner không công bố chi tiết về mối đe dọa. Hai nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình nói rằng vấn đề được đề cập liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trên không gian, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin do đây vẫn là dữ liệu bảo mật. Theo giới chức Mỹ, Washington đã thông báo cho Quốc hội và các đồng minh ở châu Âu về những tiến bộ của Nga liên quan tới một loại vũ khí hạt nhân mới triển khai trên không gian, được thiết kế để đe dọa mạng lưới vệ tinh rộng khắp của Mỹ. Loại vũ khí tiêu diệt vệ tinh như vậy nếu được triển khai có thể phá hủy các hoạt động liên lạc dân sự, giám sát từ không gian cũng như các hoạt động chỉ huy và kiểm soát quân sự của Mỹ cùng các đồng minh. Theo một cựu quan chức, hiện tại Mỹ không có khả năng chống lại loại vũ khí như vậy và bảo vệ các vệ tinh của mình. Nhưng vì Nga có vẻ sẽ chưa triển khai loại vũ khí này trong tương lai gần nên nó không được coi là mối đe dọa khẩn cấp. Thông tin tình báo mới cũng đặt ra những câu hỏi về việc liệu Nga có đang chuẩn bị từ bỏ hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967. Theo đó cấm tất cả vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo hay không? Đây là một trong những hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn đầu tiên được đàm phán giữa Mỹ và Liên Xô và là một trong những hiệp ước cuối cùng còn tồn tại. Việc Nga đã rút khỏi nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh khiến nhiều người đặt câu hỏi về động thái tương tự của Nga đối với hiệp ước không gian. Nếu Nga rút khỏi hiệp ước không gian vũ trụ và để hiệp ước start mới hết hạn vào tháng 2 năm 2026, điều đó có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh lạnh ông Steven Andreasen, chuyên gia hạt nhân tại trường công vụ Humphrey ở Minneapolis cảnh báo, việc chấm dứt hiệp ước không gian có thể mở ra cánh cửa cho các quốc gia khác đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Khi một nước có vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo, họ có thể sử dụng chúng vào nhiều mục đích khác ngoài việc tiêu diệt vệ tinh. Chuyển sang những thông tin xoay quanh xung đột giữa Israel và Hamas. Thưa quý vị, quân đội Israel ngày 15 tháng 2 thông báo đã xông vào bệnh viện Nasser tại thành phố Khan Yunis, ở miền nam giải Gaza, một trong những trung tâm y tế lớn nhất và là một trong vài bệnh viện có hoạt động tại vùng đất này, nơi mà nước này cho rằng có con tin còn bị giam giữ. Cuộc đột kích xảy ra sau vài ngày giao tranh căng thẳng quanh bệnh viện. Israel đã cáo buộc lực lượng Hamas sử dụng bệnh viện cho mục đích quân sự, đồng thời nhấn mạnh việc đã thực hiện chiến dịch chính xác và hạn chế vào bệnh viện và không có nghĩa vụ gì với bệnh nhân hay phải sơ tán nhân viên. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết, họ đã nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Hamas bắt giữ con tin tại bệnh viện al Nasser ở Khan Yunis. IDF cũng cho rằng các chiến binh Hamas đang ẩn náu bên trong cơ sở này, song không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc này. Người phát ngôn của Hamas bác bỏ tuyên bố của IDF gọi đó là dối trá. Nhóm viện trợ Medicines San Francis cho biết họ đã được nhân viên bệnh viện thông báo về tình trạng hỗn loạn trong bệnh viện al Nasser với số người thiệt mạng và bị thương không xác định. Cuộc tấn công hôm 15 tháng 2 của quân đội Israel vào bệnh viện Anaser diễn ra vài giờ sau khi IDF ban hành lệnh yêu cầu hàng nghìn thường dân phải rời khỏi khu vực. Trước đó một ngày, bệnh viện bốc cháy khiến một bệnh nhân thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Người phát ngôn cơ quan y tế Palestine, ông Ashraf Al-Qaeda cho biết, hoạt động quân sự của IDF đã buộc ban quản lý bệnh viện phải chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân mà không có thiết bị y tế. Việc sơ tán bệnh nhân và nhân viên y tế khỏi bệnh viện vào đầu ngày 15 tháng 2 đã được thực hiện trong điều kiện bị bắn phá và đe dọa. Israel thường xuyên cáo buộc Hamas tìm cách sử dụng các bệnh viện làm nơi trú ẩn cho các chiến binh của mình và tuyên bố rằng Hamas đã thiết lập các trung tâm chỉ huy bên dưới các cơ sở y tế. Quân đội Israel mới đây cho hay lực lượng của họ đã bắt giữ một số nghi phạm tại bệnh viện al -Nasr. Cuộc oanh tạc mới nhất của quân đội Israel diễn ra sau cảnh báo từ các nhà lãnh đạo toàn cầu rằng Israel không nên tiến hành các cuộc tấn công quân sự ở thành phố Rafah, nơi ước tính có khoảng 1,5 triệu cư dân Gaza phải di rời đang tìm nơi trú ẩn lực lượng Israel trước đó đã hướng dẫn dân thường chạy trốn đến Rafah, giáp biên giới Ai Cập. Khoảng 80% trong số 2,3 triệu dân số của Gaza đã phải di rời trong cuộc chiến kéo dài hơn 4 tháng do Israel phát động để đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào lãnh thổ của họ vào ngày 7 tháng 10. Các quan chức Israel cho biết khoảng 1.200 người, hầu hết là dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas trong khi khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Theo Cơ quan Y tế Palestine, đến nay ít nhất 28.600 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đáp trả của Israel. Israel tuyên bố sẽ không nhận bộ cho đến khi loại bỏ Hamas và bảo đảm thả tất cả các con tin còn lại. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel cùng ngày thông báo đã loại bỏ một chỉ huy của đơn vị tinh nhệ Ratwan của lực lượng Hezbollah tại Liban. Hezbollah tuyên bố Israel sẽ phải trả giá vì sát hại 10 dân thường, trong đó có 5 trẻ em, trong cuộc tấn công miền Nam Liban ngày 14 tháng 2 ngày kinh hoàng nhất cho dân thường Liban trong 4 tháng xung đột giữa hai bên. Căng thẳng biên giới Liban-Israel nổ ra từ khi chiến sự Hamas-Israel bùng phát. Hezbollah nói chỉ dừng chiến dịch tấn công Israel chừng nào nước này dừng chiến sự tại giải Gaza. Bạo lực đã khiến hơn 200 người thiệt mạng tại Liban, gồm hơn 170 tay súng Hezbollah. Hàng chục binh sĩ và năm dân thường Israel cũng thiệt mạng trong giao tranh tại khu vực này. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, Thưa quý vị, truyền thông Israel cho biết ít nhất một người chết và 8 người khác bị thương trong đợt tập kích tên lửa từ khu vực miền nam Liban vào miền bắc Israel. Truyền thông Israel cho biết ít nhất một người chết và 8 người khác bị thương trong đợt tập kích tên lửa từ khu vực miền nam Liban vào miền bắc Israel. Khu vực bị tập kích là Safed, nằm cách biên giới Liban 13 km. Trong số các mục tiêu bị tấn công có hai khu dân cư và một căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel IDF. IDF đã đáp lại bằng các cuộc không kích dữ dội vào địa điểm khởi phát các cuộc tấn công ở miền Nam Liban. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cuộc tập kích tên lửa mới nhất vào Israel. Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, nhiều khả năng lực lượng Hezbollah đã tiến hành cuộc tấn công này. Cũng theo truyền thông Israel, các cuộc bắn phá qua biên giới kéo dài hơn 4 tháng qua giữa IDF và Hezbollah đã khiến 6 dân thường cùng chính quân nhân Israel thiệt mạng. Thường vọng về phía Liban vào khoảng hơn 200 người chết, phần lớn là thành viên Hezbollah. Tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah tuyên bố, nhóm vũ trang này sẽ chỉ chấm dứt pháo kích miền Bắc Israel, chừng nào nước này kết thúc kế hoạch quân sự ở Gaza. Phong trào Hồi giáo này đã liên tục bắn pháo và phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Đáp lại, IDF cũng điều động máy bay chiến đấu không kích nhiều vị trí của Hezbollah ở miền nam Liban để trả đũa. Để đáp trả, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công ở Liban, trong một động thái có thể làm tăng thêm lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự lớn giữa hai nước láng giềng. Sau nhiều tháng bạo lực xuyên biên giới, đoạn phim từ Liban lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy các khu vực ở phía nam nước này chịu thiệt hại do các cuộc không kích, bao gồm cả ở tỉnh Nabati, nằm sâu trong lãnh thổ Liban, hơn nhiều cuộc tấn công trước đó. Hezbollah, nhóm chiến binh Liban đã giao tranh gần như hàng ngày với lực lượng Israel kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh ở Gaza 4 tháng trước, đã không nhận trách nhiệm ngay lập tức về các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel trước đó cùng ngày 14 tháng 2. Tổng thư ký Hezbollah, Hassan Nasrallah cho biết hoạt động phóng tên lửa từ lãnh thổ Liban vào Israel sẽ chấm dứt khi cuộc tấn công vào Gaza dừng lại và có lệnh ngừng bắn giữa các đồng minh Palestine của họ và Israel. Ông Nasrallah tuyên bố trên truyền hình, nếu họ Israel mở rộng đối đầu, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Căng thẳng Israel Hezbollah đã gia tăng sau khi xung đột bùng nổ ở Gaza ngày 7 tháng 10 năm 2013. Đầu tháng 2 năm 2024, quân đội Israel thông báo đang tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới với Liban. Lữ đoàn lính dù dự bị miền Bắc thuộc lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành cuộc tập trận bao gồm các nội dung bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị kết hợp với xe tăng, công binh, bộ binh và pháo binh. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Cuộc tập trận cũng là hoạt động chuẩn bị cho binh sĩ chiến đấu ở các khu đô thị đông dân cư trong điều kiện thời tiết mùa đông và ở địa hình phía Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cũng cho biết quân đội Israel sẽ sớm có hành động tại khu vực biên giới giáp với Liban và quân dự bị sẽ được tăng cường để sẵn sàng cho các hoạt động trong tương lai. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát tại Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khu vực biên giới israel liban đã chứng kiến các cuộc tấn công gần như hàng ngày giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah. Tuy nhiên, tránh một cuộc giao tranh tổng lực, Hezbollah đến nay chưa sử dụng các loại vũ khí tầm xa có sức sát thương lớn, còn Israel cũng chưa điều độ động xe tăng đến khu vực. Nhưng căng thẳng đã gia tăng đáng kể từ đầu năm nay, và cộng đồng quốc tế lo ngại một cuộc xung đột toàn diện sẽ bùng nổ giữa Israel và Hezbollah. Hezbollah đã tích lũy kho vũ khí với khoảng 150.000 tên lửa và rocket, còn Israel sở hữu một trong những mạng lưới phòng thủ tên lửa tốt nhất thế giới. Nhưng quy mô kho vũ khí của Hezbollah hoàn toàn có thể áp đảo chúng. Giới chuyên gia nhận định và đánh giá, nếu cuộc giao tranh tổng lực xảy ra sẽ gây ra thương vong lớn cho cả hai phía. Không chỉ có tiềm lực quân sự mạnh, Hezbollah được cho là đã xây dựng hệ thống đường hầm còn quy mô hơn cả ở Gaza. Dự án đường hầm Libang được phát triển trong dự án ở Gaza rất lâu, Thông tin tình báo cho thấy ở miền nam Liban có một mạng lưới đường hầm rộng lớn, sâu và đa hướng. Trong khi đó, Mỹ đã kêu gọi Israel không tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Liban, bởi điều này tiềm ẩn nguy cơ khiến xung đột lan rộng ra toàn Trung Đông, khu vực vốn đã căng thẳng với hàng loạt điểm nóng giao tranh. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.